Chào các em, chúng ta học môn lý thuyết mạch điện tử. Hôm nay chúng ta sang nội dung của chương 7, đó là đáp ứng của mạch RL, RC bậc nhất. Ở trong nội dung này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi với đáp ứng bậc thang của mạch RL, RC và tổng quát hóa cái cách thức giải mạch RC và RL. Sau đó chúng ta sang chuyển mạch tuần tự và tiếp đến là chúng ta sẽ xét mạch RLRC tích hợp vào mạch khuếch đại thuật toán. Bây giờ chúng ta xét đáp ứng bậc thang của mạch RC. Với mạch điện gồm có nguồn VS là một điện trở và một tụ điện. Một khóa. Khóa này trước thời điểm t bằng 0 là khóa mở và sau thời điểm t bằng 0 là khóa đóng mạch. Thì trước cái thời điểm bằng 0 khóa mở, trong cái khoảng thời gian này thì dòng điện bằng 0. Thì câu hỏi đặt ra là cái điện áp trên tụ là bằng bao nhiêu? Nhiệm vụ đầu tiên cũng giống như chúng ta đã làm đối với lại đáp ứng tự nhiên là chúng ta phải đi xác định điều kiện ban đầu. Ở trong mạch này, khi t bằng 0 trừ, tức là trước cái thời gian t bằng 0, thì ta có V 0 trừ bằng 0. Nghĩa là điện áp trên tụ bằng 0 trước thời điểm t bằng 0. Bây giờ ta xét mạch khi khóa đóng, tức là khi t bằng 0 cộng, thì dòng điện qua tụ IT bằng C dV trên dt. Còn từ thời điểm 0 trừ đến thời điểm 0 cộng, tức là thời điểm t bằng 0, thì do điện áp trên tụ là không thay đổi tức thì, do đó ta có V0 trừ bằng V0 cộng. Như vậy, tại thời điểm này, thì toàn bộ điện áp là rơi trên điện trở R. Do đó dòng điện I0 cộng là bằng VS trừ V0 cộng chia R. Mà V0 cộng là bằng 0 bằng V0 trừ bằng 0. Do đó ta có I0 cộng bằng VS chia R. Suy ra dòng điện thay đổi tức thời trên tụ điện. Như vậy trong mạch này thì điện áp trên tụ không thay đổi tức thời, nhưng dòng điện có sự thay đổi tức thời. Dòng I0 trừ bằng 0 nhưng I0 cộng bằng VS chia R. Và ta có thể tính toán tốc độ thay đổi của điện áp trên tụ dV 0 cộng trên dt bằng I0 cộng trên C là bằng VS chia cho RC. Ta viết KZL tại cái nốt giao giữa điện trở R và tụ điện C. Thì lúc này chúng ta có dòng qua R là IR được xác định bằng V trừ VS, V trừ VS chia R. Còn dòng qua tụ điện C là dòng IC thì bằng là CdV trên DT. Tổng dòng này là bằng 0. Và như vậy là chúng ta chuyển cái phương trình trên này trở thành là RC dV trên DT V trừ VS và dV trên dt bằng VS trừ V trên RC hay dV đảo dấu V trừ VS là bằng trừ 1 trên RC dt. Ta tích phân hai vế. Tích phân hai vế thì ta được log neighbor V trừ VS là bằng trừ T trên RC cộng D. Và lấy E mũ hai vế thì ta được là V trừ VS là bằng B nhân cho E trừ T trên RC. Nếu ở thời điểm ban đầu V0 bằng 0 thì biểu thức VT được viết lại là bằng trừ VS E mũ trừ T trên tô cộng cho VS. Bây giờ khi T tiến tới vô cùng
Các bạn để ý là ở thời điểm t lớn hơn bằng 0 thì khóa này đã đóng, và khi t tiến tới vô cùng, tức là lúc này mạch của mình gồm có nguồn Vs, một điện trở và một tụ điện. Thì cái tụ này nó được cái nguồn Vs này nó nạp trong một cái khoảng thời gian là rất dài. Do đó điện áp ở trên tụ lúc này nó sẽ bằng với Vs khi mà t tiến tới vô cùng. Ta có thể thay vào cái biểu thức ở trên này, khi t mà bằng vô cùng á, thì e mũ trừ vô cùng là bằng 0, như vậy là Vt là bằng Vs. Và nếu như cái Vs này nó là một cái nguồn một chiều thì cái dòng điện qua tụ dòng y này sẽ về 0, bởi vì là Vt tức là V trên tụ bằng với Vs. Thì lúc này hai cái điện áp này bằng nhau thì dòng điện y thì bằng áp Vs trừ cho V và chia R, Vs trừ V là bằng 0. Đấy, chia cho R như vậy y bằng 0. Hoặc là chúng ta cũng có thể tính là gì, y vô cùng thì trong cái công thức của mình là bằng là CdV trên DT. Trong lúc đó cái DV ở cái thời điểm vô cùng thì nó bằng 0. Do đó y ở thời điểm vô cùng nó sẽ bằng 0. Nếu như mình vẽ cái dòng y thì như vậy nó sẽ bằng 0, nó sẽ xuống cái đường cái dòng y thì nó sẽ có cái dạng đi xuống như thế này. Đó, và bằng 0. Đó, đây là y. Đó. Và như vậy cái biểu thức của chúng ta là Vt là bằng Vs. Vs mình viết lại thôi, trừ cho Vs e mũ trừ t trên tô. Đó, tô là bằng là Rc. Và mình có thể viết lại là bằng Vs mở ngoặc 1 trừ e trừ t trên trên tô, tức là trừ Rc. Cái dạng của Vt, nếu như Vs của mình là một nguồn một chiều thì như vậy là ban đầu V của mình ở thời điểm t là bằng 0, thì V của mình nó bằng 0 Vt đó, và khi mà tiến tới vô cùng thì cái V nó sẽ tiến về cái giá trị của Vs. Ở đây chúng ta đưa ra một cái phương pháp giải tổng quát. Thì ở trong một cái mạch mà gồm có tụ điện và điện trở thì mình có một cái công thức tổng quát là Vt là bằng V vô cùng cộng V không cộng trừ V vô cùng nhân cho E trừ T trên Rc. Như vậy ta có thể viết là gì? Vt là bằng A cộng B nhân E trừ T trên Rc, với A là bằng V vô cùng, còn B là bằng V không cộng trừ cho V vô cùng. Như vậy các bước tính toán của chúng ta là: đầu tiên chúng ta đi tìm điều kiện biên, mà cụ thể ở đây là tìm điều kiện đầu, V không cộng được tìm từ V không trừ, do chúng ta áp dụng tính chất tụ điện không biến thiên điện áp một cách đột ngột. Sau đó chúng ta tìm điều kiện biên thứ hai, đó là cái trạng thái ổn định, tức là cái điều kiện cuối. Ở thời điểm vô cùng thì điện áp ở trên tụ là bằng bao nhiêu? Tụ điện sẽ làm mạch hở khi mà T bằng vô cùng. Đấy. Lúc này cái dòng điện qua tụ nó sẽ bằng 0. Và tính cái thời hằng. Thì trong mạch RC thì thời hằng của mình sẽ bằng là R nhân C. Nếu như chúng ta có một hệ điện trở thì lúc này cái R này chính là cái R tương đương. Và sau đó chúng ta đi thực hiện cái việc tìm cái phương trình Vt là bằng A cộng B nhân cho E trừ T trên RC, tức là từ trên tô. A và B sẽ được tìm dựa vào hai điều kiện biên ở bước 1 và bước 2. Với A là bằng V vô cùng và B là bằng V không cộng trừ V vô cùng. Sau đó chúng ta kiểm tra kết quả bằng cách đưa giá trị T vào trong biểu thức Vt để kiểm tra có thỏa mãn các cái điều kiện biên hay không. Xét ví dụ một nguồn áp 5V
một điện trở 50 kg và một tụ điện 10 microfarad. Ở thời điểm T bằng 0 thì khóa đóng, còn trước thời điểm T bằng 0 khóa mở, và cho V0 trừ là bằng 0V. À, tức là ở đây giả sử trước cái thời điểm T bằng 0 thì điện áp trên tụ là bằng 0V. Nhiệm vụ là đi tìm IT với T là từ 0 cho đến vô cùng. Như vậy để mà giải bài này thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm điều kiện biên. Mà ta có hai điều kiện biên, thứ nhất là T bằng 0 và thứ hai là T bằng vô cùng. Sau đó chúng ta đi tìm thời hằng. Và có thời hằng rồi á thì chúng ta đi tìm các hệ số A và B để ta tìm VT. Khi ta có VT rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái dòng y. Ở thời điểm T bằng 0 trừ, tức là trước cái thời điểm T thì V0 trừ bằng 0, cho nên á, là V0 cộng bằng 0, do tụ điện không biến thiên điện áp một cách đột ngột nên giá trị điện áp trước thời điểm đó và giá trị điện áp ngay sau cái thời điểm đó là bằng nhau. Ở thời điểm T bằng vô cùng thì điện áp trên tụ sẽ tiến về cái giá trị của nguồn áp, như vậy là V vô cùng là bằng 5V, là bằng 5V. Và như vậy ta có được hai cái điều kiện biên, tức là V không cộng và V vô cùng rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ đi tính thời hằng. Thì trong cái mạch này của mình á thì chúng ta có cái thời hằng tô bằng R nhân C. Như vậy là bằng 50 kilo ohm nhân cho 10 mi là bằng 0,5 giây. Và phương trình điện áp của mình sẽ có dạng là A cộng BE mũ trừ T trên tô. Như vậy là bằng A cộng B nhân E mũ trừ 2T, mình ráp tô vào. À, chúng ta sẽ đi tìm A và B bằng cách là ta cho A là bằng V vô cùng, còn B á, thì bằng là V không cộng trừ cho V vô cùng. Thì mình tìm được A là bằng 5 và B là bằng trừ 5. Mình thế ngược lại cái công thức VT thì mình tìm được á, là VT là bằng 5 trừ 5E mũ trừ 2T. Và như vậy ta tìm được IT. IT sẽ bằng là V, tức là bằng 5 trừ cho VS, tức là 5 trừ cho VT mà chia cho R. Như vậy mình tính ra được là bằng 100 nhân E mũ trừ 2T. Thì cái điện áp tại thời điểm 0 của cái dòng điện Y á, là bằng 100 mili, còn trước đó thì Y bằng 0. Đấy, trước đó Y bằng 0. Nếu mà vẽ cái đường Y ra thì trước cái thời điểm T bằng 0 á, thì Y bằng 0. Và sau đó là cái dòng điện trên tụ lúc này nó biến thiên một cách đột biến, và sau đó là nó sẽ giảm dần theo cái hàm mũ E trừ, và cái dòng này sẽ tiến về không khi T tiến về vô cùng. Đó. Như vậy nó đảm bảo các cái lý luận, các cái lập luận trước đây của mình. Bây giờ ta sang đáp ứng bậc thang cho mạch RL. Xét mạch như hình vẽ gồm một nguồn áp VS điện trở R và cuộn cảm L. Một khóa này trước thời điểm T bằng 0 hở mạch và kể từ thời điểm T bằng 0 khóa đóng mạch. Như vậy T bằng 0 đóng mạch thì có dòng và áp qua điện trở L. Do đó nhiệm vụ của chúng ta là phải đi xác định dòng và áp trên L. Áp dụng KVL cho vòng Y theo chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ có VS là bằng RI. À, như vậy áp VS là bằng RI và cộng cho LDI trên DT. LDI trên DT chính là áp trên L, chính là VT. Và mình viết lại DI là bằng trừ R trên L nhân cho I trừ VS trên R, tất cả nhân với DT. Và sau đó mình chia
cái tích y trừ vs trên r xuống đó, chia cho hai vế thì ta được dy trên y trừ vs trên r bằng trừ r trên l dt, tích phân hai vế. Ở vế trái mình tích phân theo t chạy từ 0 cho đến t, và như vậy á thì mình được cái kết quả là trừ r trên l tích phân từ 0 đến t t dy, tích phân từ 0 đến t dy. Còn vế trái thì mình có là dy, như vậy á là mình có y thì y nó sẽ chạy từ y0 cho đến yt, và ta giả sử y ở thời điểm ban đầu, tức là thời điểm mà mình bắt đầu đóng mạch, tức là y0, y với t bằng 0 thì bằng y0. Như vậy là tích phân của mình chạy từ y0 cho đến yt, dx trên x trừ vs chia cho r. Như vậy từ tích phân y0 cho đến yt của dx trên x trừ vs trên r bằng trừ r trên l tích phân từ 0 đến t dy, thì mình tính được là bằng log nơi b của yt trừ vs trên r y0 trừ vs chia r bằng trừ r trên l t. Thì mình suy ra được là yt trừ vs trên r chia cho y0 trừ vs trên r bằng e mũ trừ r trên l t, bằng cách là mình e mũ hai vế của cái phương trình này, và sau đó mình chuyển vế qua và mình tính được là yt là bằng vs chia r cộng cho y0 trừ vs chia r e mũ trừ r trên lt. Nếu như năng lượng ban đầu trên cuộn dây bằng 0, nghĩa là cái dòng điện bằng 0, thì chúng ta sẽ có là y0 bằng 0, và lúc này cái phương trình của mình trở lại thành là yt bằng vs chia r trừ vs chia r e trừ r trên n t. Như vậy cái giả sử ở đây là cái năng lượng ban đầu ở trên cái cuộn dây là bằng 0. Thì nếu như cái giả thiết mà không đề cập gì thì chúng ta có thể giả sử là y0 bằng 0. Còn nếu như với một cái yêu cầu cụ thể và cho y0 bằng một cái giá trị thì chúng ta sẽ dùng cái công thức tổng quát ở phía trên này. Nếu ta gọi thời hằng tô là bằng L chia R thì phương trình tổng quát được viết lại yt là bằng Vs chia R cộng y0 trừ Vs chia R nhân cho E mũ trừ T trên tô. Và mình có thể tổng quát hóa cái phương trình này ở dạng yt là bằng A cộng B nhân E mũ trừ T trên tô. Để mà tìm AB thì chúng ta sẽ tìm như thế nào? Thì với cái phương trình này, nếu ta cho T bằng 0, T bằng 0, thì như vậy là ta có YT, tức là Y0, YT ở thời điểm bằng 0 là Y0, là bằng A cộng B nhân E mũ trừ 0, mà E mũ trừ 0 thì bằng 1, cho nên là Y0 thì bằng A cộng B. Mà Y0 tức là T bằng 0 thì mình sẽ có là Vs chia R cộng cho Y0 trừ Vs chia R E mũ trừ 0. E mũ trừ 0 là bằng 1. Ta có Vs chia R trừ cho Vs chia R là hết. Như vậy còn Y0, hay nói cách khác là ở cái thời điểm Y0, tức là ta xác định cái điều kiện biên thứ nhất, thì ta được là A cộng B và chính là bằng Y0, là cái dòng điện ban đầu ở trên cuộn cảm. Sau đó chúng ta đi xác định dòng điện ở thời điểm T bằng vô cùng. Dòng điện ở cái thời điểm T bằng vô cùng thì lúc này á mình có thể hiểu là như thế này về hiện tượng vật lý, là nguồn của mình là một nguồn một chiều và cái công tắc này đã được đóng mạch trong một khoảng thời gian dài, thì cái cuộn cảm này nó sẽ ngắn mạch. Mà ngắn mạch á, thì cái dòng điện của mình theo định luật ôm thì mình sẽ tính là bằng Vs chia R. Hoặc chúng ta có thể dùng biểu thức này
ta thay t bằng vô cùng vào, t bằng vô cùng vào thì bằng VSTR cộng cho I0 E mũ I0 trừ VSTR tất cả nhân cho E mũ trừ T trên tô với T bằng vô cùng, như vậy là bằng E mũ trừ vô cùng. Mà E mũ trừ vô cùng á, thì bằng 0, cho nên là Y ở thời điểm vô cùng là bằng VSTR. Đó. Mà ở trong cái biểu thức này thì ta có Y ở thời điểm vô cùng là bằng A cộng B nhân cho E mũ trừ vô cùng, tức là bằng A vì E mũ trừ vô cùng bằng 0. Đó. Do đó ta có Y ở thời điểm vô cùng là bằng VSTR. Đã, một là ta dùng biểu thức để chúng ta ra được giá trị, còn hai chúng ta cũng có thể lý luận là gì? Ở thời điểm T bằng vô cùng thì cụm cảm của mình ngắn mạch do nguồn của chúng ta là một cái nguồn một chiều. Do đó, cái dòng điện mà đi qua cụm cảm cũng chính là dòng điện đi qua điện trở. Với cụm cảm đã ngắn mạch thì dòng điện này sẽ xác định bằng VS chia cho R. Đã. Và như vậy chúng ta sẽ tìm được A và B dựa vào các cái điều kiện biên. Đấy, dựa vào các cái điều kiện biên ở thời điểm T0 và T bằng vô cùng. T bằng 0 và địa điểm T bằng vô cùng để tìm. Thì đây là cái biểu thức để mình tìm cái điều kiện biên. A bằng Y ở thời điểm vô cùng và B thì bằng Y ở thời điểm không cộng trừ cho A. Từ đó chúng ta suy được quy trình để giải bài toán này. Trước tiên thì chúng ta sẽ xác định các cái điều kiện biên. Điều kiện biên bao gồm hai điều kiện là điều kiện đầu y không cộng. Mà y không cộng này thì mình sẽ suy ra từ y không trừ, lợi dụng cái tính chất là cụm cảm không biến thiên về dòng điện nên y không cộng bằng y không trừ. Điều kiện biên thứ hai là cái trạng thái ổn định y ở thời điểm vô cùng. Thì do cái cụm cảm ngắn mạch ở cái thời điểm T bằng vô cùng, cho nên mình sẽ tính được cái dòng điện qua cái cuộn cảm đó. Và sau đó chúng ta đi tìm cái giá trị của thời hằng tô là bằng R bằng L chia R. Sau đó chúng ta được viết được cái phương trình IT là bằng A cộng B nhân E mũ trừ T trên tô. Dựa vào các điều kiện đầu và trạng thái ổn định thì chúng ta sẽ tìm được các giá trị A và B theo cái công thức là A là bằng Y ở thời điểm vô cùng và B là bằng Y ở thời điểm không cộng trừ cho A. Sau đó chúng ta kiểm tra kết quả. Cho mạch như hình vẽ. Ở thời điểm T bằng 0 thì chuyển mạch đi từ vị trí A sang B. Như vậy trước cái thời điểm T bằng 0 thì chuyển mạch ở vị trí A và mạch bao gồm một nguồn dòng 8A, một điện trở và một nguồn cảm. Kể từ thời điểm T bằng 0 thì chuyển mạch chuyển qua vị trí B. Thì lúc này chỉ còn là một cuộn cảm, một nguồn áp 24V và một điện trở 2 ôm. Chuyển mạch được thiết kế như thế này là với mục đích là để cho nó nối trước khi mà nó cắt ra khỏi các cái tiếp điểm. Như vậy đảm bảo là cái tiếp điểm của mình nó không có một cái khoảng hở mạch ở trong bất kỳ một cái khoảng thời gian nào. Và chúng ta đi tìm cái biểu thức IT khi T lớn hơn bằng 0. Xác định điện áp ban đầu trên cuộn dây sau khi chuyển mạch sang vị trí B và tính thời gian để điện áp trên cuộn cảm bằng 24V sau khi chuyển mạch. Sau đó vẽ IT và VT. Khi T nhỏ hơn 0, mạch của mình chỉ có nguồn 8A, điện trở 10 ôm và cuộn cảm 200 mili. Lúc này cuộn cảm ngắn mạch nên dòng qua cuộn cảm chính là dòng của nguồn dòng. Nhưng với chiều như hình vẽ, ta xác định được y không trừ bằng y không bằng trừ 8A. Do cuộn cảm không biến thiên dòng điện một cách đột ngột nên ta xác định y không cộng bằng y không trừ bằng trừ 8A. Khi T lớn hơn bằng 0, chuyển mạch chuyển qua vị trí B. Lúc này mình có nguồn áp 24V
điện trở 2 ôm và cuộn cảm. Do thành phần nguồn của mình là nguồn một chiều nên cuộn cảm sẽ ngắn mạch. Ở thời điểm T bằng vô cùng, lúc này ta tính được Y ở thời điểm vô cùng là bằng áp chia cho trở, như vậy bằng 12 A. Và khi T lớn hơn bằng 0 thì thời hằng của mạch bằng L chia R bằng 100 ms. Và ta thay vào biểu thức khi T bằng Y vô cùng tức là A trừ cho Y không cộng trừ cho Y vô cùng tức là B nhân cho E mũ trừ R chia L T. Thì ta được IT bằng 12 là Y vô cùng trừ cho trừ 8 là Y không trừ 12 Y vô cùng. Tất cả nhân cho E mũ trừ 10 1 trên 10 mili giây là bằng 10 T. Và ta tính được IT là bằng 12 nhân trừ cho 20 nhân cho E mũ trừ 10 T. Có được Y thì chúng ta sẽ tính được điện áp trên cuộn cảm là V là bằng L để Y trên DT. Như vậy là bằng 0,2 nhân cho 200 E trừ 10 T và bằng 40 E mũ trừ 10 T V với T lớn hơn không cộng, lớn hơn bằng không cộng. Và điện áp ban đầu trên cuộn cảm ta thay T bằng 0 vào thì điện áp ban đầu trên cuộn cảm là bằng 40 V. Khi điện áp trên cuộn cảm là bằng 20 V thì mình thế vào là khi điện áp trên cuộn cảm là 24 V thì mình thế vào biểu thức V bằng 24. Đó, như vậy ta có 40 E mũ trừ 10 T là bằng 24 V. Và từ đây ta tính được T là bằng 1/10 lớp nê bê của 10 trên 24. Tính ra được là bằng 51,08 ms. Như vậy từ biểu thức IT và VT thì ta vẽ được các cái đường cong ứng với Y và V. Thứ nhất là IT bằng 12 trừ 20 E mũ trừ 10 T ứng với T lớn hơn bằng 0 thì ta có cái đường cong Y màu xanh như thế này. Còn trước cái thời điểm T bằng 0 á, thì Y bằng trừ 8 A. Đối với VT, từ thời điểm T lớn hơn 0 thì ta có VT là bằng 40 E mũ trừ 10 T. Như vậy cái giá trị ban đầu V0 là bằng 40 và V vô cùng của mình sẽ tiến về 0. Đó, V vô cùng của mình sẽ tiến về 0. Còn đối với IT thì Y vô cùng sẽ tiến đến 12 V. Như vậy chúng ta xét một cách tổng quát thì biểu thức mình cần tìm là XT, với X là cái biến chưa biết. Nếu như mạch RC thì biến của mình là biến V, bởi vì là tụ điện không biến thiên về điện áp. Nếu như mạch của mình là RL thì biến của mình sẽ là biến Y, và cuộn dây không biến thiên về điện áp. XT có nghĩa là VT hoặc là IT thì sẽ được xác định là bằng X vô cùng, tức là cái giá trị cuối cùng, giá trị ở thời điểm vô cùng của cái biến ấy, cộng cho XT0 là giá trị đầu tiên, trừ cho X vô cùng. Tất cả nhân cho E mũ trừ T0 trên tô, với tô là thời hằng. Ví dụ, cho mạch điện như hình vẽ. Ban đầu, chuyển mạch ở vị trí 1. Đến thời điểm T bằng 0, chuyển mạch sang vị trí 2. Và nhiệm vụ là tìm V0. V0. Khi T lớn hơn bằng 0 và Y0, khi T lớn hơn bằng 0 cộng. À,
trước cái thời điểm t bằng 0 thì mạch điện của mình có nhánh bên trái, và sau thời điểm t bằng 0 mạch điện của mình có nhánh bên phải. Và mạch của mình ở đây là mạch RC. Trước thời điểm t bằng 0 khóa ở vị trí 1 nên mạch gồm một nguồn áp 40V, một phân áp gồm hai điện trở 20 và 60V và một tụ điện. Do đó, điện áp tại thời điểm t bằng 0 trên tụ là điện áp của phân áp. Ta có V0 bằng 40 nhân cho 60 chia 20 cộng 60 là bằng 30V. Từ thời điểm 0 trở đi, tiếp điểm đóng qua vị trí 2 nên mạch của mình gồm có một tụ điện, một nguồn áp và một nhóm các điện trở. Ở đây chúng ta có thể dùng phương pháp biến đổi nguồn để chuyển thành một mạch gồm một nguồn và một trở, có thể là nguồn áp hoặc nguồn dòng. Ví dụ, ở đây chúng ta áp dụng định lý nguồn tương đương Norton, chuyển mạch trên thành một mạch tương đương gồm một nguồn dòng và một điện trở. Trong đó, điện áp hở mạch được xác định khi mạch điện hở, tức là không nối với lại là tụ điện. Ta có VOC là bằng trừ 75 nhân cho 160 chia 160 cộng 40 bằng trừ 60V. Và điện trở Thevenin là gồm điện trở 8 kg nối với lại nối tiếp với hai điện trở song song 160 và 40. Như vậy là bằng 40 kg. Từ đó ta tìm được nguồn đặc tông nóng ngắn mạch là bằng VOC chia RTH bằng trừ 1,5 mA. Thì từ sơ đồ này ta tìm được điện áp trên tụ khi T tiến tới vô cùng là bằng ISR, tức là bằng 1,5 nhân 40 bằng 60V. Thời hằng RC là bằng 10 mili-giây và dữ kiện ban đầu V0 bằng 30V. Ta viết được phương trình V0 bằng trừ 60V cộng 30 trừ cho trừ 60, tất cả nhân cho E mũ trừ 100T là bằng trừ 60 cộng cho 90 E mũ trừ 100T V. Với IS bằng trừ 1,5 mili và V0 trên R bằng 0,75 mA, ta thay vào biểu thức I bằng IS trừ V0 trên R nhân E mũ trừ T trên RC thì ta được I0 bằng trừ 1,75 trừ cho 0,75 nữa là bằng 2,25 nhân E mũ trừ 100T với T lớn hơn bằng 0 cộng. Ta có thể kiểm chứng cái công thức I0 này bằng cách là tính I0 bằng C nhân đạo hàm của V0 chia DT. Với V0 mình đã tính được bằng trừ 60 cộng 90 E mũ trừ 100T. Với C là bằng 0,25 mi và đạo hàm của V0 theo thời gian thì trừ 60 này là bằng 0. Còn 90 E mũ trừ 100T ta đạo hàm ra là bằng trừ 9000 E mũ trừ 100T. Và ta tính được là I0 bằng trừ 2,25 E mũ trừ 100T. Ở công thức này thì I0 bằng trừ 2,25 E mũ trừ 100T. Nếu mà ta tính theo V thì nó sẽ đúng khi mà T lớn hơn bằng 0, chứ không phải là bằng 0 cộng. Tuy nhiên, ở trong trường hợp mạch của mình ở đây
thì khi mà T là bằng 0 trừ thì lúc này điện áp là hở mạch, cho nên là DV0 trên DT lúc này là bằng 0. Do đó cái biểu thức này nó chỉ đúng khi mà T là bằng lớn hơn bằng 0 cộng, chứ không phải là lớn hơn bằng 0 theo cái điều kiện của V0. Ví dụ cho mạch như hình vẽ, tại thời điểm T bằng 0 thì khóa chuyển sang vị trí B, ban đầu ở vị trí A, tìm giá trị đầu của VC là điện áp biên tụ, giá trị cuối của VC, thời hằng của mạch, và VC khi T lớn hơn 0, IT, thời gian, vẽ VC và I theo T. Như vậy ban đầu là khóa ở vị trí A, do đó mình có một cái mạch ở bên nhánh phải này. Và chúng ta cũng thấy là mình có một nguồn áp, một điện trở nối tiếp và một điện trở song song với mạch. Thì chỗ này chúng ta có thể dùng phương pháp biến đổi nguồn hoặc là Thevenin cũng được. Thevenin hoặc Norton đều được cả. Biến đổi nguồn tương đương thì chúng ta sẽ tìm được một cái nguồn điện tương đương ở đây. Thì chúng ta sẽ chuyển cái mạch này về thành dạng nguồn áp hay nguồn dòng đều được. Ví dụ như là ta chuyển về dạng nguồn áp thì ta sẽ được một cái điện áp mới và một cái điện trở tương đương mới để nối vào trong cái tụ điện C này trong cái thời gian trước T bằng 0. Như vậy T nhỏ hơn 0 thì mình có cái mạch tương đương như thế này. Đó, một cái nguồn áp mới VS1 gì đó chẳng hạn, và R T hay là RTH gì đó chẳng hạn, tùy mình. Và như vậy ta có một cái mạch điện mới. Và cái điện áp ban đầu ở VC này sẽ chính là cái điện áp của cái VS này. Rồi cái giá trị cuối của VC có nghĩa là khi mà T lớn hơn 0 thì chuyển mạch của mình nối vào vị trí B. Thì lúc này mình có mạch điện phía bên trái là gồm có một cái nguồn 90V và điện trở 400 tụ điện C. Đó. Như vậy là ta sẽ ra được cái điện áp cuối của VC chính là cái điện áp chỗ này. Sau đó mình tính thời hằng. Thời hằng thì ta có RC rồi, ta tính được thời hằng. Và ta ra được biểu thức của VC. Có được biểu thức của VC thì mình cũng có thể tính được cái biểu thức của IT. Hoặc là chúng ta cũng có thể tính được IT theo cách mạch RC. Chúng ta cũng tính được cái biểu thức của IT. Có hai cách tính, ta có thể kiểm chứng. Và tính cái thời gian sau khi chuyển khóa mà điện áp trên tụ bằng 0, tức là mình có phương trình của VC rồi, thì khi nào cái VC này bằng 0 thì mình tìm được cái thời điểm đó và mình vẽ mạch, mình vẽ điện áp và dòng điện theo T. Bây giờ ta sang nội dung chuyển mạch tuần tự. Thì trong cái mạch của mình có nhiều hơn một lần chuyển đổi khóa, có thể là một khóa hoặc là có thể là nhiều khóa. Và như vậy cái chuyển đổi của mình nó sẽ xảy ra trước khi mà đạt cái trạng thái ổn định. Ở cái phần trước thì thường chúng ta xét các điều kiện biên là ở các trạng thái ổn định. Nhưng bây giờ là do chuyển mạch của chúng ta theo nhiều cái thời điểm khác nhau, cho nên các cái chuyển đổi này nó có thể xảy ra trước khi đạt cái trạng thái ổn định. Do đó chúng ta coi mỗi lần chuyển đổi là một lần đáp ứng chuyên biệt, tức là ta chia nhỏ cái bài toán ra và xác định cái giá trị ban đầu của biến kể từ cái thời điểm đó. Và chúng ta lưu ý, tức là ở đây chúng ta sẽ lợi dụng cái tính chất điện áp hoặc là dòng điện không thay đổi đột biến trong cụm cảm hoặc là trong tụ điện. Và dựa vào chỗ đó chúng ta sẽ tìm cái giá trị ban đầu. Mình xét một mạch điện gồm
một nguồn 60V, các điện trở, một cuộn dây 150 mH, khóa 1 và khóa 2. Ở khóa 1, trước thời điểm T bằng 0, khóa 1 đóng, và kể từ thời điểm T bằng 0, khóa 1 mở. Như vậy, kể từ thời điểm T bằng 0, thì mình còn một nhóm các đoạn mạch phía sau. Ở khóa 2, trước thời điểm T bằng 35 mS, khóa 1, khóa 2 đóng. Kể từ thời điểm 35 mS, khóa 2 mở. Như vậy, kể từ thời điểm 35 mS, thì mình chỉ còn hai điện trở 3 và 6 ohm và một cuộn cảm L. Câu hỏi đặt ra là tìm Y NLT với T lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn 35 mS. Tức là ta sẽ áp dụng mạch RL. Các bạn chú ý là ở cái thời điểm này thì khóa 2 là vẫn đóng. Như vậy ta sẽ có một mạch RL. Và kể từ thời điểm T bằng 35 mS trở lên thì ta cũng có một mạch RL, nhưng mà nó đơn giản hơn, là gồm có hai điện trở và một cuộn dây. Sau đó tính thời gian, tính phần trăm tích lũy ban đầu trong cuộn 150 mH và phần trăm năng lượng tiêu tán trên điện trở 18 ohm này. Thì như vậy ta sẽ tính cái năng lượng ở thời điểm ban đầu, tức là thời điểm T bằng 0. Thì cái cuộn cảm của mình nó nạp năng lượng tích lũy ban đầu là bao nhiêu. Sau đó ta tính năng lượng trên cuộn cảm 18 ohm. Ta chia cho năng lượng tích lũy trên cuộn cảm L, thì ta được tỷ lệ phần trăm tương ứng. Và tương tự như vậy đối với câu D và câu E, tức là với các điện trở 3 và 6 ohm. Thì như vậy cái mấu chốt của cái vấn đề nó sẽ nằm ở trong câu A và câu B. Khi T nhỏ hơn 0 thì cả hai cái chuyển mạch 1 và 2 nó đều đóng, và cuộn dây của mình là ngắn mạch. Do đó dòng điện toàn bộ của mạch của mình thì qua cuộn dây. Và ở đây chúng ta có thể vẽ lại mạch cho nó dễ hình dung. Như vậy ta có nguồn 60, điện trở 40, 12 ohm. Rồi ở đây đóng mạch, như vậy đây là 6, 3. Và chỗ này mình nối tắt. Các bạn có thể vẽ 18 vào đây, nhưng mà bởi vì 18 nó đã bị nối tắt rồi, cho nên mình không cần phải vẽ cái 18 ohm nữa. Và mình tính cái dòng IL không trừ này. Thì như vậy là mình sẽ có hai cái điện trở này song song nhau. Và các bạn cũng có thể áp dụng nguồn tương đương để mà tính. Ví dụ như là 60 nối tiếp với điện trở 4 ohm thì mình sẽ được một nguồn dòng. Và cái nguồn dòng này là bằng là 60 chia cho 4, như vậy là bằng 15 A. Và mình có một cái trở 4 ohm nữa song song với 12 và 6 ohm. Thì lúc này ta gom ba cái trở này song song với nhau. Đó, ta lại nối tiếp với cái trở 3 ohm. Để ta chuyển lại thành một cái mạch nguồn áp. Và nối tiếp với một trở. Rồi từ cái nguồn áp ta có thể chuyển lại nguồn dòng cũng được. Hoặc là để nguồn áp tính dòng điện IL cũng được. Thì khi tính ra ta ra được kết quả là 6 A. Ở thời điểm T bằng 0 cho đến 35 mS thì khóa 1 mở. Mạch của mình gồm một cuộn dây, các điện trở 3 và 6 và 18. Như vậy trở này là 9 ohm và trở này là 18. Hai trở này sẽ trở thành song song trong trường hợp này.
Cho nên mình có cái trở tương đương là 6 ohm, tức là bằng 9 song song với 18 là bằng 6. Do đó chúng ta tính được thời hằng là bằng 150 mà chia cho 6 ohm là bằng 25 mili giây. Và từ đó ta tính được INL. INL là bằng 6 nhân cho E mũ trừ 40 T ampe với T nhỏ hơn bằng 35 mili giây. Khi T bằng 35 mili giây, khóa 2 mở, ta có mạch tương đương gồm hai điện trở và một cụm cảm. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm cái điều kiện đầu. Thì ta tính được INL là bằng 6 nhân E mũ 40 trừ 40 T với T là bằng 0,035, ta được giá trị là 1,48 mA. Kể từ thời điểm T bằng 35 mili giây thì ta cũng tính được là INL 0,035 cộng cũng bằng được cái giá trị này, bởi vì có nghĩa là INL 0,035 cộng bằng INL 0,035 trừ bằng 1,48 mA. Bởi vì chúng ta lợi dụng cái tính chất dòng điện qua cuộn cảm không biến thiên, đột biến. Cho nên mình có INL T1 cộng bằng INL T1 trừ. Và lúc này điện trở tương đương của mình là bằng 9 ohm, cho nên mình tìm được thời hằng là bằng 150 chia 9. Từ đó ta tính được INLT là bằng 1,48 là cái INL ban đầu, nhân cho E mũ trừ 60, tức là 1 trên tô, nhân với T trừ T1, tức là T trừ cho 0,035. Là với cái T của mình là lớn hơn bằng 0,035 hay là 35 mili giây. Ta sang câu C thì cái trở 18 ohm này nó chỉ tồn tại trong mạch với cái khoảng thời gian là từ 0 cho đến 35 mili giây. Và trong cái khoảng thời gian này thì cái điện áp trên trở chính là cái điện áp trên cuộn cảm. Và như vậy là ta tính điện áp trên cuộn cảm là bằng C dI trên dt. Và ta ra được biểu thức là trừ 36. Xin lỗi, VNL là bằng L dI trên dt. Xin lỗi. Với L là bằng 150 mH và dI. Y của mình là bằng 6 nhân E mũ trừ 40 T, ta tính được ở trong slide trước, trên DT. Và như vậy ta tính được là VNL là bằng trừ 36 E mũ trừ 40 T vôn. Thì từ giá trị điện áp này, thì chúng ta tính công suất tiêu tán trên trở 18 ohm bằng VNL bình phương chia 18. Như vậy là bằng 72 nhân E mũ trừ 80 T. Ở đây chính là cái công suất trên cái điện trở 18 ohm này. Và ta tích phân hai vế chạy từ 0 mà cho đến 35 mili giây. Tích phân hai vế để ta tìm cái năng lượng tiêu tán trên điện trở này. Điện trở này chỉ tiêu tán trong cái khoảng thời gian đó thôi. Nên mình tích phân trong cái khoảng thời gian đó. Thì mình được là 845,27 mJ. Năng lượng tích lũy ban đầu trên cuộn cảm là V kép bằng 1/2 L I bình phương. Như vậy mình ra được là 1/2 L là bằng 150 mili, như vậy là 0,15. I của mình là bằng 6 bình phương, như vậy là bằng 36. Ta ra được 2007 mJ. Và như vậy ta tính được cái phần trăm năng lượng tích lũy ban đầu là bằng 845 chia cho 2007 nhân 100% thì bằng 31,31%. Ta áp dụng tương tự cho hai cái câu sau. Khi T lớn hơn 0 và nhỏ hơn 35 mili giây
thì cái điện áp ở trên điện trở 3 ohm được tính là bằng VNL chia cho 9 mà nhân cho 3. Thì đây là cái phân áp. Đây là phân áp. Như vậy là bằng 1/3 VNL. Và mình tính ra cái V3 ohm ở trong thời điểm này. Từ đó ta tính được cái năng lượng tiêu tán trong cái khoảng thời gian này, tức là ta lấy tích phân từ 0 cho đến 0,035 của cái công suất rơi trên cái điện trở 3 ohm này, ta được là 563 nhân 51 mJ. Và đó là từ 0 cho đến là 35 mili giây. Rồi sau đó ta tính từ 35 mili giây trở đi thì cái dòng điện mà qua trở chính là cái dòng IL, bởi vì mình chỉ còn cái mạch này thôi. Đó, cho nên cái dòng qua trở cũng chính là cái dòng IL. Và mình tính được là cái công suất rơi trên cái điện trở này là Y bình phương nhân cho 3. Mình có Y thì mình sẽ tính Y bình phương nhân cho 3. Cái này mình có thể quan tâm về dấu, bởi vì là mình sẽ bình phương nó. Và các bạn nhớ là các bạn phải tích phân từ 35 mili giây trở đi. À, bởi T lớn hơn 35 mili giây. Như vậy là từ 35 mili giây trở đi cho đến vô cùng thì ta tính được là 54,73 mJ. Ta cộng hai cái năng lượng này và ta chia cho cái năng lượng tích lũy trên cuộn cảm. Đấy, ta chia cho năng lượng tích lũy trên cuộn cảm thì ta được là cái phần trăm năng lượng tích lũy ban đầu. À, đối với cái điện trở 6 ohm còn lại thì vì cái điện trở này nối tiếp với điện trở 3 ohm cho nên năng lượng tích lũy ban đầu gấp đôi cái điện trở 3 ohm này. À, do đó cái năng lượng tiêu tán, xin lỗi, cái năng lượng tiêu tán ở đây nó sẽ gấp đôi cái năng lượng của điện trở 3 ohm. Và từ đó cái phần trăm này nó cũng gấp đôi cái phần trăm này. À, đó là chúng ta tính nhanh, còn không thì chúng ta lặp lại cái câu D để tính. Bây giờ chúng ta xét ứng dụng của mạch cái đại thuật toán kết hợp với mạch RC. Thì ở trong mạch của mình, giả sử ốc em là lý tưởng và tôi có cái nguồn VS. Nguồn VS bây giờ nó có thể là một nguồn tín hiệu chứ không nhất thiết phải là một nguồn một chiều. Tuy nhiên là để đơn giản thì chúng ta cứ xét nó như là một nguồn điện một chiều. Một điện trở RS, một tụ CS và các ký hiệu dòng và áp như hình vẽ. Với IS là dòng qua trở RS, IF là dòng qua tụ CS, VN là điện áp trên ngõ vào không đảo của op amp và VP là điện áp ngõ vào đảo của op amp. À, các bạn để ý là VP bằng 0 vì mình nối mask. Mask đây các bạn. À, nối mask ở cái ngõ vào không đảo. À, VO, V0 là ngõ ra, điện áp ngõ ra. À, khi op amp là lý tưởng thì với cái giả thiết như vậy thì chúng ta có là dòng điện đi vào ngõ vào của op amp là bằng 0. Do đó KCL tại nốt N này thì mình có IS cộng cho IF bằng 0. Và op amp lý tưởng thì do cái dòng điện đi vào là bằng 0 và ở trong này mình có một cái điện trở trong của op amp. Đấy, như vậy ta có điện áp trên hai ngõ vào của op amp là bằng là cái dòng điện đi vào đó nhân cho cái nội trở của op amp. Thì mặc dù cái nội trở của op amp là có giá trị đối với op amp lý tưởng, đối với op amp lý tưởng thì cái giá trị của nội trở là bằng vô cùng, tuy nhiên là không nhân vô cùng thì bằng không. Cho nên là VN bằng VP và VP thì bằng không. Đấy, do đó chúng ta tính được là IS là bằng là VS chia RS và IF thì bằng là CdV cộng trên DT. À, bởi vì là toàn bộ cái áp V0 này ở đây mình xem như nối mask, như vậy là điện áp trên CF chính là điện áp V0. Và từ đó ta tính được là DV trên DT là bằng IF chia CF và bằng trừ VS trên RF CF. Và ta lấy tích phân hai vế thì ta được là V0T là bằng trừ 1
trên RS CF tích phân từ T0 đến T VS DT cộng V0 T0. Giả sử ở thời điểm ban đầu T0 bằng 0 và tại cái thời điểm này thì điện áp trên tụ là bằng 0, thì lúc này ta có VT là bằng trừ 1 trên RC tích phân từ 0 đến T VS DT. Như vậy điện áp ngõ ra là tích phân của điện áp ngõ vào và nhân với một cái hệ số tỷ lệ là trừ 1 trên RSCF. Do đó mạch này được dùng để làm mạch tích phân. Đó, điện áp ngõ ra là tích phân của một cái điện áp ngõ vào theo cái tỷ lệ của tụ điện và điện trở. Giả sử tín hiệu của VS là một xung thì tín hiệu của V0 nó sẽ là một đường tam giác. Đấy, nó sẽ có dạng là mạch tam giác. Như vậy, trong chương này chúng ta đã học về đáp ứng tự nhiên của mạch RL, RC, đáp ứng bậc thang của mạch RL, RC, chuyển mạch tuần tự RL, RC và tích hợp RC với op-amp. Chào các em.